Hello, Mầm Huế Ri Nguyễn xin kính chào quý anh chị khách hàng thân thương của shop Mầm Huế nhà em ha. Anh chị ơi, hôm nay bên em mới vào một mẻ cá cơm đầu mùa cực kỳ thơm ngon. Cá rất là to và béo ngậy luôn ạ. Cá rất là tươi nha mấy anh chị, tươi rói luôn ạ. Nên đảm bảo sẽ đưa ra một mẻ mắm cực kỳ thơm ngon luôn ha. Mắm cá cơm bên em có thể dùng chung với các món ăn như lộ tai, thịt luộc, chả, nem, hay là ăn với rau sống, dưa giả, dưa gang, dưa leo để chấm cũng rất là ngon lắm quý anh chị ha. Chị có thể mua để ăn làm quà tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp những dịp Tết đến xuống về cũng rất là có giá trị luôn ha. Mắm cá cơm bên em ăn gì cũng có thể dùng chung với bún nha. Ăn với một tô bún mắm cũng cực kỳ thơm ngon luôn ha. Hay anh chị có thể chấm kẹp với thịt luộc để ăn đơn giản hơn với một chén cơm nóng cũng rất là cực kỳ thơm ngon luôn nha. Hay là anh chị có thể biến tấu cho gia đình mình một món bánh tráng cuốn thịt luộc để chấm mắm cũng rất là ngon luôn nha. Bánh tráng cuốn chấm chấm kẹp kẹp chấm chấm kẹp kẹp. Ú cha mà ơi, ngon quê luôn.